Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Phương Khói. Hôm nay thì mình làm món cá hồi chiên mắm tỏi các bạn ạ. Đấy, mình cũng đã chuẩn bị hai miếng cá hồi vừa ăn này, mình mua ở siêu thị. Rất là tươi các bạn thấy không? Cá hồi tươi nhá. Đây bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị, đây của mình là chỉ có tỏi, hành và ít ớt các bạn ạ. Ớt này cay lắm nên là mình chỉ sử dụng được một quẻ thôi. Đây bây giờ là mình sẽ đi rán cá. Đây các bạn ơi, cá của mình là bây giờ nó đã vàng đều ở hai mặt dưới này các bạn này. Đấy là mình sẽ vớt cá ra. Đấy. Và mình cũng sẽ để lại luôn cái dầu này các bạn ạ. Mình phi hành tỏi vào đây luôn. Vì cái món cá này của mình là chiên nước mắm tỏi cho nên là tỏi mình cho rất là nhiều các bạn nhá. Đấy. Rất là nhiều tỏi luôn. Ớt thì mình chỉ cho vừa đủ cái khẩu vị ăn của mình thôi. Đấy, giờ mình sẽ cho nước vào đây. Nước mắm mình sẽ cho 3 thìa các bạn ạ. Rồi thì mình cho 3 thìa. Đấy, bây giờ mình sẽ cho cá vào luôn cho nó ngấm gia vị. Đây các bạn ơi, thế là cá của mình sắp được rồi này các bạn này. Đấy mình câu cho nó sánh vào này. Đấy mình lấy thêm khoảng chừng một lúc nữa nhá để cho nó sánh hẳn vào đi, xong rồi mình vắt nó ra. Cái lúc mình chiên nước mắm như thế này thì mình lật đi lật lại cá cho nó khỏi bị cháy các bạn ạ. Bởi vì là mình cho đường vào rồi, nếu như mà không lật nhanh ấy thì là nó sẽ bị cháy ấy. Và bên mình di nó nhỏ nhỏ lửa thôi. Đây các bạn ơi, thế là món cá hồi chiên tỏi ớt của mình đây các bạn này, đã hoàn thành rồi này. Cái này bây giờ mình sẽ ăn cùng với cơm các bạn nhá. Món cá hồi đây, hôm nay mình cá hồi chiên tỏi đây mình ăn cùng với cơm các bạn nhá. Mời các bạn cùng ăn với mình nhé. Ngon các bạn ạ. Đây bữa trưa của mình đấy. Hôm nay cuối tuần thì thời tiết nó cũng khá là đẹp. Cũng nắng, cũng có nắng mà cũng không rét lắm. Ăn này xong bắt đầu là mình lại đi siêu thị các bạn ạ. Lại đi ra kiếm một cái gì đấy để mua để về làm cái video tiếp theo. Căn bản là cái mùa dịch này ấy, cũng không dám đi đâu xa cả, chỉ có loanh quanh đi ra siêu thị gần nhà là về thôi. Cái cá hồi này ở bên này thì nó rất là nhiều, bên Nhật là nhiều cá hồi lắm các bạn, mà nó còn có cả những cái loại cá khác nữa cơ. Nhưng mình thì mình không am hiểu về cá nhiều ấy, đi mua nó hơi khó khăn một chút. Đây là mình mua cái cá hồi này là cá hồi tươi, còn những cái loại mà nó đông lạnh ấy thì nó rẻ hơn các bạn ạ. Nó đông lạnh, nó đông đá rồi, rất là nhiều luôn. Nhưng mình nghĩ ăn cái cá hồi tươi này nó làm vào trong buổi sáng ấy thì thịt ăn nó cũng ngọt mà nó không bị tanh. Cá hồi này rất là lắm đạm ấy, không biết là sau một thời gian nữa mà cứ ăn uống như này chắc mình sẽ thành con heo đất mất các bạn. Nhiều quay ấy. Trước kia mình ở Việt Nam á, mình gầy lắm. Nhưng từ ngày mình qua Nhật này mình tăng cân đột biến luôn các bạn ạ. Mình lên no liền một lúc qua 7 cân ấy. Bây giờ mình đã hơn 50 cân rồi. Mình ăn vừa lấy thêm một chút dưa ấy. Dưa bắp cải muối đấy, mình ăn cùng vào cho nó đỡ bị ngán. Có một chút rau ăn cho nó dễ ăn.
Cuối tuần thì thời tiết rất là đẹp này, mà mình nhìn thấy một số cây hoa anh đào ở Nhật nở nhiều, mà bây giờ mà nếu mà không có dịch bệnh mà được đi ngắm hoa chắc là đẹp lắm đấy, nhưng mà tiếc quá nó lại dịch không dám đi các bạn. Cái cá hồi này hôm nay mình mua nó là cái cá hồi tươi ấy, nên là ăn cái miếng thịt nó sẽ chắc hơn mà nó ngọt thịt hơn các bạn, chứ ở ngoài siêu thị nó cũng bán rất là nhiều. Nhưng mà nó lại là cái cá hồi đông lạnh ấy, nó cứ để sang từng miếng rồi nó ướp thành đá, nó bán theo miếng có 100 mấy yên một miếng ấy, nhưng mà ăn nó không ngon. Trước mình ăn rồi, ăn thịt nó bở lắm, nó không được ngon như cái cá tươi đâu các bạn ơi. Vậy là cái món cá hồi chiên nước mắm ăn với lại cơm nóng của mình đã xong rồi đấy các bạn ạ. Và mình cũng đã chén hết luôn cơm với cá rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.